Cô xin mến chào tất cả các bạn học sinh của trường tiểu học Lâm Văn Bền. Chào mừng các con đến với tiết học của ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài học, cô trò chúng ta cùng nhau nghe một bài hát nhé. Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu vào lớp 1, biết bao điều mới lạ đang chào đón các con. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các con về các hoạt động trong giờ học. Đầu tiên, cô xin giới thiệu đến các con lớp học của chúng ta. Thế các con xem, lớp học của chúng ta gồm có những ai nào? À, gồm có cô giáo và các bạn phải không các con? Vậy thì các con quan sát giúp cô xem, trong giờ học, các con thấy các bạn của mình ngồi học như thế nào? À, các bạn ngồi lắng nghe cô giảng bài, rất là ngoan phải không các con? Và bây giờ các con hãy cho cô biết các bạn đang làm gì nè? À, các bạn của mình đang tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài đó con. Và cô mong khi các con vào lớp, các con cũng học ngoan giống y như các bạn vậy. Khi các con ngồi học ngoan, chú ý nghe cô giảng bài, các con sẽ hiểu bài. Và các con sẽ lên trình bày cho cô và các bạn cùng nghe. Ở đây chỉ có một bạn lên trình bày nên cô gọi đây là trình bày cá nhân. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu với các con các hình thức thảo luận nhóm. Và ở đây có hai bạn cùng học với nhau nên cô gọi đây là nhóm đôi. Và đây có ba bạn đang cùng học với nhau nên cô gọi đây là nhóm ba. Và bây giờ cô đố các con, các bạn mình đang thảo luận nhóm mấy vậy con? Một, hai, ba, bốn,
Các bạn đang thảo luận nhóm 4 đó con. Và nhóm này gồm có 5 bạn. Cô gọi đây là nhóm 5. Khi thảo luận nhóm, các con sẽ được chia sẻ ý kiến của mình với bạn, giúp các con tự tin hơn và mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Sau đây, cô xin giới thiệu với các con hoạt động viết. Khi viết thì cách cầm bút rất là quan trọng và cô sẽ hướng dẫn các con cách cầm bút nhé. Các con hãy quan sát và ghi nhớ giúp cô cách cầm bút trên màn hình, vì đây là cách cầm bút đúng. Khi viết, các con cần lưu ý sử dụng 3 ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Khi viết, mình sử dụng 3 ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải. Cầm bút hơi nghiêng về bên phải, cổ tay cử động mềm mại. Lưu ý, không nên cầm bút bằng tay trái. Các con cố gắng cầm bút đúng cách để có thể viết nhanh, viết lâu mà không bị mỏi tay con nhé. Và một hoạt động nữa cũng không kém phần quan trọng trong giờ học của chúng ta, đó chính là sử dụng bảng con. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các con cách dơ bảng trong giờ học nhé. Cô giới thiệu với các con, đây là bảng con, là một dụng cụ học tập rất quen thuộc đối với học sinh lớp 1 của chúng ta. Các con hãy quan sát lên màn hình giúp cô, vì đây là cách dơ bảng đúng. Khi dơ bảng, các con dùng hai tay cầm vào phần góc bên dưới của bảng, khuỷu tay thẳng, giữ bảng cố định. Cô vừa giới thiệu với các con các hoạt động trong giờ học. Cô mong các con tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học để mỗi ngày đến trường là một ngày vui con nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các con chăm ngoan, học tốt. Cô chào tạm biệt các con.